Hơn 300 công dân Trung Quốc bị phạt vì làm việc bất hợp pháp. Theo thông tin từ Phòng xuất nhập cảnh Hà Tĩnh trong đợt kiểm tra các công ty sử dụng công nhân nước ngoài. Trong 6 công ty được thanh tra, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra 303 lao động Trung Quốc không đủ thủ tục nhập cảnh và làm việc không giấy phép. Riêng công ty MCC19 của Trung Cộng đã có 296 công nhân Trung Quốc không hợp pháp đang cư trú và làm việc trong Formosa. Mức xử phạt sẽ từ 15 đến 25 triệu đồng một người. MCC19 đưa công nhân sang làm việc nhưng không bảo lãnh, không làm thủ tục ghi danh duyệt nhân sự tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh và không được cấp phép lao động. Trong buổi làm việc với lãnh đạo công an tỉnh, đại diện công ty Formosa và các doanh nghiệp có người vi phạm đều đồng tình với mức xử phạt là 15 triệu đồng một người. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh cho biết, xử phạt nhiều trường hợp lao động nước ngoài nhập cảnh cư trú không hợp pháp. Tuy nhiên, đây là lần xuất hiện xử phạt có số lượng lao động vi phạm lớn nhất là 303 người. Nhưng vào đầu tháng 10, thì báo chí trong nước đã liên tục đưa tin về tình trạng hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc trái phép tại các công trường gang thép Hưng Nghiệp, Formosa, Hà Tĩnh. Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, có trên 37.000 công nhân đang làm việc tại vụ án, trong đó có khoảng 32.000 công nhân nước ngoài.